Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trang Địa Phương của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình được phát sóng thường kỳ vào tối thứ 6 tuần thứ nhất và tuần thứ 3 hàng tháng và được phát lại vào trưa thứ 3 và thứ 5 tuần kế tiếp. Trong chương trình Trang Địa Phương kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Mỹ Hào phát triển hạ tầng giao thông gắn kết nông thôn với đô thị. Cuối chương trình là bài Hòa Phong nỗ lực về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình do Đài Truyền thanh thị xã Mỹ Hào thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định giao thông là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Những năm qua thì thị xã Mỹ Hào đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông với mục tiêu là kết nối đồng bộ giữa giao thông nông thôn với giao thông đô thị, từng bước đưa Mỹ Hào phát triển ngang tầm với tiềm năng và vị thế. Với điều kiện địa lý thuận lợi, có tuyến quốc lộ 5A chạy qua, Mỹ Hào đã đặc biệt chú trọng đầu tư để hoàn chỉnh kết nối hệ thống đường từ trung tâm thị xã đến các xã phường với các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ chạy qua địa bàn. Bên cạnh đó, thị xã tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tuyến đường giao thông đô thị như trục kinh tế Bắc Nam, đường trục trung tâm đô thị Mỹ Hào, các tuyến đường thị xã quản lý. Từ năm 2019 đến nay, thì thị xã Mỹ Hào đã triển khai 5 công trình giao thông trọng điểm. Thì đến nay là tất cả các công trình đều được đảm bảo nghiêm ngặt theo quy trình quản lý hồ sơ chất lượng, đảm bảo thi công theo đúng như hợp đồng đã ký kết. Sau khi hoàn thành thì như vậy là sẽ tạo sự kết nối giao thương giữa tỉnh Hải Dương với tỉnh Hưng Yên và đặc biệt là các xã, phường trong thị xã Mỹ Hào. Chỉ tính riêng trong năm 2020, thị xã đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng 24 công trình giao thông. Trong đó có các tuyến đường nối quốc lộ 5A đến các khu công nghiệp. Đặc biệt, dự án trục trung tâm đô thị Mỹ Hào giai đoạn 2 với chiều dài trên 2,2 km, tổng mức đầu tư trên 45 tỷ đồng. Thị xã và các địa phương đã tập trung tuyên truyền, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công theo đúng kế hoạch tiến độ. Được sự chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của lãnh đạo của thị xã và các ban ngành, vướng mắc đâu thì tháo gỡ đó và cũng được toàn bộ nhân dân xã Hòa Phong và xã Dương Quang tạo mọi điều kiện cho chúng tôi, mặc dù có những lúc chưa được đền bù nhưng nhân dân cũng dành ruộng để cho đơn vị thi công một cách thuận lợi nhất và an toàn nhất. Việc thi công hoàn thành trục trung tâm đô thị Mỹ Hào giai đoạn 2 sẽ góp phần thông tuyến công trình đường trục trung tâm thị xã dài trên 11 km. Nối từ trung tâm thị xã với quốc lộ 38 thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương. Đây được xác định là tuyến đường giao thông đối ngoại quan trọng của thị xã và kết nối các xã phường phía bắc quốc lộ 5A, mở rộng không gian phát triển đô thị, thu hút các dự án đầu tư công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Cũng trong năm 2020, đầu năm 2021, thị xã và các xã phường trên địa bàn đã chú trọng cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, gắn với chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hầu hết các địa phương đã chủ động nguồn lực, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của doanh nghiệp và người dân để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, tạo nên những con đường khang trang, to đẹp từ sức dân, có sự giúp đỡ của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và những người con xa quê. Tổng diện tích nhà mình hiện là tầm khoảng 140 mét vuông ấy. Thực hiện chủ trương làm đường bê tông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều hộ dân thị xã đã sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, khu phố. Xã Cẩm Xá là một ví dụ điển hình. Được các đồng chí cán bộ đảng viên dân nhiệt tình ủng hộ, có những nhà ủng hộ đến 146 mét vuông đất. Thế này là phấn khởi, nhiều thôn đều được nhân dân ủng hộ và tự giác hiến đất như là tháo dỡ tường rào để tạo điều kiện cho đơn vị tổ chức thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều cơ chế chính sách linh hoạt và phù hợp với tình thực tiễn, trong đó có cơ chế hỗ trợ xi măng và đá của tỉnh và thị xã,
thị xã Mỹ Hào đã huy động được một lượng lớn nguồn lực từ xã hội cũng như trong cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay thì 100% các tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã, phường và các thôn xóm đã được đổ bê tông. Các tuyến đường thì đều có bề rộng từ 3 đến trên 5 mét và có hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo sạch đẹp. Cùng với mở rộng và bê tông hóa đường thôn xóm, nhiều địa phương còn bê tông hóa tuyến đường trục chính nội đồng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất, cũng như việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Ngày xưa đi đường cấp cao, cấp kênh đã chặt, hẹp nữa. Thế nhưng bây giờ đường rộng, bây giờ lại làm ra đều như thế này, đều 4 mét hết. Đấy, bác bà Lương vui, rất là vui vẻ. Hệ thống giao thông trên địa bàn thị xã Mỹ Hào ngày càng hoàn thiện và đồng bộ, đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn ngày càng khởi sắc. Đây chính là nền tảng, là cơ sở vững chắc để Mỹ Hào tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, ngang tầm với tiềm năng và vị thế của một thành phố trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù xuất phát điểm ở mức thấp, song với sự nỗ lực vượt bậc và nhiều cách làm sáng tạo, xã Hòa Phong đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân. Năm 2017, xã Hòa Phong được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 3 năm sau, năm 2020, xã Hòa Phong là xã đầu tiên của thị xã Mỹ Hào được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình không có điểm dừng. Vì thế, ngay sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới, Hòa Phong đã bắt tay vào việc rà soát, nâng cao các tiêu chí để sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Nhiệm vụ đặt ra phải làm sao động viên nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác thế mạnh của địa phương và vào cuộc một cách tích cực nhất. Từ Đảng ủy rồi đến Hội đồng dân đã có nghị quyết chuyên đề. Chủ yếu là coi là các cái tiêu chí chính là coi là đầu tư vào xây dựng cơ bản, bao gồm là tập trung vào các cái dự án như đầu tư ưu tiên cho coi như là trường, rồi là trạm, rồi là hệ thống giao thông. Để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xã đã quy hoạch khu đất đấu giá cho nhân dân làm nhà ở với 1,7 hectare tại thôn Phúc Thọ. Cùng với đó, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, toàn xã chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với cách làm bài bản linh hoạt, xã đã huy động được sự vào cuộc tích cực của hầu hết nhân dân trong xã. Trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân Hòa Phong đã đóng góp gần 29 tỷ đồng. Đến nay, xã đã trải nhựa và bê tông hóa trên 62 km trục xã đến các ngõ xóm. Hệ thống trường học, trạm y tế, điện thắp sáng khu dân cư được duy trì thường xuyên. Các công trình văn hóa, thể thao từ xã đến các thôn đều được đầu tư kiên cố, góp phần thúc đẩy các phong trào, đáp ứng tốt nhu cầu rèn luyện, nâng cao sức khỏe của người dân ở địa phương. Lấy phát triển kinh tế làm đòn bẩy để xây dựng nông thôn mới, xã đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, nhất là nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và làng nghề truyền thống. Trong xã đã có 4 mô hình hợp tác xã nông nghiệp, thủy sản và mộc mỹ nghệ. Ngày càng có nhiều mô hình hiệu quả nhờ được hỗ trợ hình thành cánh đồng mẫu lớn, mô hình nông nghiệp hàng hóa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị sản phẩm. Điều kiện cơ sở hạ tầng được nâng lên, người dân mạnh dạn đầu tư công nghệ, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Từ ngày có đường lên thì cứ một số hộ gia đình cũng đầu tư về công nghệ như máy đục bằng vi tính, hoặc là các cái dàn tiện bây giờ cũng đang chuyển sang vi tính họ làm hết rồi. Các khách đầu tư nhìn về cái quê hương làm ăn thấy phát triển thì họ về đây nhiều hơn. Kết thúc năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt trên 65 triệu đồng trên năm. Gần 97% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, số hộ nghèo giảm còn 1%. Xác định người dân vừa là chủ thể vừa là đối tượng được hưởng lợi từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Phong đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân. Hòa Phong đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hy vọng với những cách làm trên,
Hòa Phong sẽ sớm đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai gần. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trang địa phương kỳ 2 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tin được khép lại tại đây. Chương trình do Xuân Dũng, Phương Vũ, Thu Trang, Thế Anh, Xuân Cường, Đài Truyền thanh thị xã Mỹ Hào thực hiện, biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.